Kể từ khi đăng quang Miss Grand International 2021, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 hôm 4 tháng 12 năm 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên trở thành cái tên thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Là đại diện Việt Nam đầu tiên giành được ngôi vị này, người đẹp nhận được sự ủng hộ của đông đảo công chúng và người nổi tiếng. Tuy nhiên, vẫn có không ít ý kiến trái chiều về chiến thắng này của cô. Đáng chú ý nhất là tin đồn Thùy Tiên chi gần 900.000 đô la Mỹ để mua giải tại Miss Grand International 2021. Đáp trả những đồn đoán này, Thùy Tiên cũng đã có dịp giải bày trong buổi giao lưu với báo Thanh Niên diễn ra vào tối 5 tháng 12 năm 2021. Thật sự là cái việc có mua giải hay không, nó trong suốt cái hành trình thi là Tiên nghĩ là mọi người đều có một cái nhìn, nếu mà những ai theo dõi Tiên thành cả suốt một hành trình thi của Tiên đều có một cái nhìn, nó nhìn vô là thấy quá rõ ràng mà. Nếu mà mua giải được, nếu giải đã mua được rồi, Tiên không cần phải cố gắng tập luyện ngày đêm khổ cực, bỏ công bỏ sức, không ăn không ngủ để tập như vậy, rồi hàng ngày phải chọn layout đẹp nhất. Chọn là ngủ ít nhất để dành thời gian làm tóc, làm makeup, để lúc nào xuất hiện cũng phải chặt chém, cũng phải tạo ấn tượng với người khác. Cho nên là Tiên nghĩ là thế đó, là cái tin đồn mà Tiên nghe xong là Tiên chỉ cười lên như vậy. Nếu mà giải mà có thể mua được thì Tiên không cần phải cố gắng đến như vậy đâu, đi chơi thôi. Chứ cố gắng chứ cố gắng giữ làm gì. Mới đây, ông Nawaz Issaragrisin, chủ tịch Miss Grand International cũng đã quay một đoạn video để giải đáp những thắc mắc của khán giả về quyết định của ban tổ chức. Trong đó, ông dành nhiều lời khen ngợi cho đại diện Việt Nam và khẳng định chiến thắng của Thùy Tiên là hoàn toàn hợp lý. Ông chia sẻ, hầu hết các thí sinh đến từ Việt Nam đều xinh đẹp, nhưng tiếng Anh của họ là điều khiến tôi lo lắng. Nó có thể ảnh hưởng đến công việc và giao tiếp. Thế nhưng, Thùy Tiên là cô gái vừa có nhan sắc, vừa thông thạo tiếng Anh, dễ trao đổi, sẵn sàng làm việc. Có thể thấy, việc thông thạo tiếng Anh và chăm chỉ trao dồi tiếng Thái chính là yếu tố vô cùng quan trọng giúp Thùy Tiên chạm tay vương miện Hoa hậu. Bên cạnh đó, trong cuộc trao đổi ngắn với báo Thanh Niên, khi được đề cập đến nghi án Thùy Tiên mua giải, bà Teresa Chavisut, Phó Chủ tịch Miss Grand International 2021 cũng cho biết, ban tổ chức Miss Grand International luôn đặt sự công bằng làm trọng tâm trong việc đánh giá thí sinh từ năm 2013 và chúng tôi vẫn đang cố gắng duy trì giá trị đó. Câu trả lời cho câu hỏi này là không. Cô ấy giành được danh hiệu hoàn toàn như sự thể hiện của bản thân và Việt Nam nên tự hào về viên ngọc quý này.